Hàng rau cầu ít nhé mà. Cái này nhớ xíu là 13.000. Duyên có tiền lẻ không? Về đậu ít triệu Duyên. Hơi chục 10.000, 50 rồi đó. Bên đó có chỗ nào đổi không? Đổi giùm với. Đó, chỉ nhờ chí nó đậu phân hờ này. Đậu mấy triệu? 3-4 triệu gì đó. Mỗi thứ 1 triệu đi. 10 ngàn với 20. Rồi ở đây tới 3-8 triệu luôn đó. Thôi ấy rồi đó. Mình nhớ không á. Thư tiền bill mà không đưa tiền chán nữa mà. Chán rồi đó, đưa quá hả? Cầm bill rồi gì? Bill nhà hả? Không có, tôi nói nữa. Mấy chừng? Có 1 triệu đó, 2 triệu nữa. Cầm lao chưa? Nó đang mà. Kế mấy? Dân trai nè. Mình đang dân chó. Tầm bill người đang dân đây. Chó. Chơi bill. Chơi người quen. Chơi bill ở chơi, chơi 10 ngày á. Lúc lọ nhanh. Đi chơi bill lớn, 10 ngày thì bị chắc bill lớn. Em đang chơi 10 ngày 5 triệu nè. Ngày 500 đó. Ấy là 10 ngày đá 1 lần. Nhưng mà đá lời hết, lời hình lần 1 triệu máy, lâu đá nó bò 1 triệu máy đó mà. Nhanh hay. Ừ. Tao mình nói chừng nó máy hút là 90 đó. Thôi làm đó con. Để nhiều quá. Con mấy bữa ra hả? Làm câu nào? Con lông mi nghe nè. Dạ. Con có mấy ông đi mình hả mẹ gì nữa. Dạ. Mẹ dẫn đi chứ nó có đi mình nè. Chị nói một câu đây cũng nhớ.
Mà hồ cũng nói mình là bị cái sốt chi luôn hồ. Bà đây cũng chẳng biết chi mà. Mà biết được. Không biết xấu chi luôn. Đang đi tư nào họ mới xây cái quả thôi. Cứ để nó xét nghiệm sốt xuất huyết rồi để âm tính rồi sao như thế. Chứ ông tò đi bệnh viện rồi chắc cũng không biết chi luôn. Tôi cũng không biết chi luôn. Thì ông toàn là bị sốt thôi chứ không có sốt bình thường đó. Thì đó thì nó bị sốt bình thường chứ nó không nói là do chứ cái chi sốt siêu vi hay là sốt gì hết. Mình không biết do thời tiết hay là cái chi. Đàn ông mà có sức chứ mà họ chịu cũng không nổi á. Đừng nói mình đó, họ có sức nhưng mà chịu không nổi á. Đừng nói mình. Mày không có biết luôn á, chị thấy mày không có biết mày luôn. Mày thôi á. Covid bị vẫn không mày như đi luôn á. Covid bà... em còn lò bình thường á, em không làm luôn á. Bà Hằng kia, bà Hằng bị mà bà kêu 10 ngày rồi mà chị chưa hết á. Cái đây bị như nào mới lo liệt luôn.